Vâng, chào mừng các bạn quay trở lại channel của Virus. Chúng ta sẽ đến với 7 Day Night. 1, 2, 3, 4, 5, 7 Day Night. Let's go. Con cá ở dưới nước hắn cũng chết, con cá nhoi lên trên bờ hắn cũng chết. Nhưng mà riêng nhạc nghe thì gọi là chưa đi chưa biết nghe, mà đi rồi mới biết là nhạc nghe hắn cá tinh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Day Night. Có lẽ chứ. Cái gì đấy, tự nhiên đoạn đầu cho con cá là chưa hiểu cái gì. Con cá ở dưới nước hắn Con cá ở dưới nước hắn cũng chết. cũng chết, con cá Con cá nhoi nho lên lên trên bờ bờ hắn hắn cũng cũng chết. chết. Nhưng mà riêng nhạc nghe thì Tôi gọi cứ là nghe thì chưa cũng đi chưa hiểu chưa cái ông biết này như nghe, làm. mà đi rồi mới biết là nhạc nghe hắn cá tinh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Day 9. Có lẽ Night. chưa chủ. Bye bye, bye bye mù. Woo. Hey, bye bye, Woo, bye bye cái beat kìa. mù. Hey, bye bye, bye bye mù. Hey, Ê. bye bye, bye bye mù. Ủa cái beat hay quá. Anh khà. Cái gì? Gì đây? Anh khà, anh khà. Ê, mình người Việt mà xong mình nghe cũng một vài từ gua làng. Ok. Gua làng. Chuột chạc. Hải quát. Đi mô mà vội mà vàng mà vấp phải đa mà quảng phải gáy dừng lại ở đây một giây nghe nhạc anh bay ngất ngây cả đời. Ba bay mô hay ba bay mô hay ba bay mô hay may mà mấy con tù mô không hay. Một số từ tớ vẫn hiểu đấy. Bị thầy, bị thầy. Ai đấy? EOS à? Cay thật. Người Việt mà nghe còn éo hiểu. Ê. Nha. Seven Day Night. Hay à, bài hay. Cái beat hay quá. Producer ai nhỉ? Producer. Ồ. Ồ. Rồi tôi đã bấm vào đây mà đúng hóa là nó bản phổ cập dịch kìa mọi người ơi. Ồ. Từ 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 từ. Mô hình tôi biết rồi này. Gua là ơ. Rơm rơm là gì? Vèn. Chuột chạc là tuột dây. Có cái nịt. À. Chúc chu. Chu là đồng châu, à, ok ok. Chốc cúi. Ok. Kiểu đấy, đít lắc lấy tiền à? Really? Chơ dừ về là chứ bây giờ về, ok. Từ xem ai ai phối. Producer là phối ta. Tuấn.
Đánh vi thầy. Nghe lại người. Bài quá. Tôi thích cái vai của Seventeen nha anh ơi. Bạn ấy yêu Esa được đúng cái được hai cái verse đầu vào là khá ưng, về sau thì nó hơi tức là cái vibe của nó không phải cái vibe, cái timing cái không. Cái tempo, nhịp, flow của bạn ấy dùng nó không vừa vặn vào cái bài này. Nó bị chệch ra một hướng. Nó bị out mood hơi phiếc, nó tí rất chỉ cho mọi người nghe lại nhá. Bài hay gọi là chưa đi chưa biết nghề ăn mà đi rồi mới biết là nhạc nghề ăn ca tinh quá chú xin phô phai xin xin vấn đề này bà vàng cái bạn này có một cái tư duy về cảm nhạc không, cái tư duy về tư duy về cái van nhạc rất là tốt. Seven Day Night nó giải trí, tôi không biết chúng ta cũng không thể quy ra đó là một cái câu chuyện gì, chúng ta cũng không thể quy ra cái việc bạn ấy viết dựa trên yếu tố gì, nhưng mà có những cái từ lặp đi lặp lại, có những cái phía bạn lặp lại có cái sự hài hước trong đó, có cái sự cố tình trong đó, có cái sự được sắp xếp trong đó, nhưng về bản chất là rất thông minh và cái van nhạc này nghe rất thú vị, nó hợp với thời bây giờ, hợp với Gen Z. Gây dừng lại ở đây một giây nghe nhạc anh bay ngất ngây cả đời. Có một cái điều mà chúng ta thấy được khi mà xử lý nghe cái bài 37 này của đây này thì chúng ta thấy được là cái bố cục về sản phẩm ấy, mọi người thấy là bạn dùng liên tục và cái việc mà chúng ta nghe và tiếp xúc với cái phần auto-tune liên tục này sẽ làm chúng ta hơi mệt đấy. Không biết các bạn có bị như vậy không, nếu mà tớ cảm giác lại tớ nghe khá là nhiều các sản phẩm bạn ấy cho từ Nghệ An vào là một rồi, tức là tiếng kiểu địa phương vào rồi mà chúng ta tập trung nghe, mà nếu mà dùng tune mà sử dụng một cái timing như này thì hơi mệt. Nếu giá như cái đoạn ở giữa bài mà có cái khoảng nghỉ silent moment ấy, thì nó có tuyệt vời. Còn như này là tune nhiều quá thì các bạn nghe sẽ bị đau đầu, mà nó làm cho bài này khả năng replay bị thấp. Tức là nghe rất hay nhá, cái beat rất hay, cái van nhạc rất hay, rất giải trí, nhưng mà cái bố cục sắp xếp của bạn không hợp lý, tức là không được tính toán được trước. Thì cái này là phải đi học đấy mọi người. Thì về cái silent moment nó rất quan trọng. Khi chúng ta làm là chúng ta tham lắm, nhưng mà khi chúng ta làm một bài nhạc để tính toán là xem nó có viral hay không, người nghe giải trí mức độ nào, vân vân mây mây thì nó nên như vậy. Thì đây là cái hơi phí, liên tục nó hơi bị mệt. Hơi các bạn nghe sẽ bị mệt ngay, nghe 2-3 lần là mệt ngay. Hơi tham. Đúng rồi, nghe lặp lại mà hơi dồn dập. Đó, tức là bạn có thể thấy là hai câu đầu của USA rất ok, nhưng đến cái câu này chơi giọng nghi lập là bắt đầu vừa bị mệt và chúng ta lại còn bị cái flow nó không hợp với beat, nó không hợp với cái mạch bài luôn đấy. Có một vài cái thứ chúng ta cần phải chú ý, nếu mà bạn nào làm nhạc thì các bạn phải hiểu cái cảm xúc của người nghe, tâm trạng của người nghe. Phần lớn mọi người làm nhạc mà kiểu mới hoặc là làm theo cảm giác ấy, mọi người hay viết ra cái thứ mình thích và mình thấy hay nhưng đều không có tính toán. Còn nếu mà mọi người học nhạc ấy, mọi người học sản xuất ấy, producer hoặc là học sản xuất về mặt media, thì chúng ta luôn luôn nhìn trên góc nhìn là liệu nó có viral không và bố cục bài thế nào, người nghe như thế nào thì thoải mái nhất, bài của mình mang được cái vibe gì. Thì đấy là cái reaction kiểu như vậy. Thì cái này các bạn thấy không, tức là nó ao và hơi mù. Và đó là lý do vì sao tôi nghĩ là bài này sẽ không được nhiều views bằng cái bài trước, bài 500 won ấy.
nó hiểu ngay. Đúng không nhỉ? Đấy, bắt đầu đoạn này là không ấy, nhưng mà cái beat để cái đoạn beat lên hay quá. Đây để đúng cái nền cái đàn 1 giây à. Đấy, đến ở đây thì nó không còn được như chúng ta mong muốn là. Nhưng mà dù sao tôi chúc mừng cho 7 với 37 đây này. Đây là một trong những sản phẩm mà có lẽ là nó sẽ một phần nào đó tôn vinh lên cái cộng đồng những anh em 37. Thế là như vậy thì nó cũng có một ý tốt, một cái chiến lược marketing tốt. Nhưng thực sự là nếu mà tính toán kỹ hơn, để ý kỹ hơn thì một vài tô điểm nó như thế này 37 ok, một vài cái dùng giọng phổ thông nó sẽ ok hơn. Tính toán cái sản lượng moment ok thì mọi người nghe sẽ được nhiều view hơn. Cảm ơn rất nhiều đã theo dõi production của Virus nhé.